Tiếp chapter 38, mọi người tự giác like xe các kiểu, nếu được hãy quét mã trên màn hình cho em xin 1000. Tiếp phần trước, chuyển cảnh đến đỉnh thần loan, ký túc của đệ tử bậc cao, Lâm Tiêu đang thư giãn trong bồn tắm, thoải mái ghê, rốt cuộc tối qua đã uống hết bao nhiêu, lại có thể trực tiếp bị nứt nẻ ra thế này, sư muội quách ẩn thân rất là thâm sâu, lại có thể sử dụng được thuật trói buộc bằng dây thừng, thiên tài chỉ vừa mới ló dạng. Rồi cậu rời khỏi bồn tắm, buồn ngủ quá đi, quay về ngủ một giấc thôi, dù sao thì nhân vật phản diện mang tên đại sư huynh, ngẩng cao đầu bỏ lớp sớm là chuyện bình thường bỗng lục anh anh mở cửa xông vào đại sư huynh sư tôn bảo muội thông báo cho huynh đến long thủ phong một chuyến cái tên diệp thần kia khóc lóc than thở trước mặt chân nhân cao kiện huynh và nhị sư tỷ kia trước mắt có mấy trưởng lão đang ở chấp pháp đường chúng ta cũng nhanh chóng qua đó đi vừa nói xong cô đã bắt gặp cảnh tượng ngại ngùng nội tâm lâm tiêu bắt đầu hỗn loạn đừng hoảng đừng hoảng một cảnh tượng nhỏ trước lạ sau quen cũng không phải là lần đầu tiên bị nhìn thấy hết ngộ sự bất quyết phản phái văn học trở về người của nguyên tắc cũ là xong rồi cậu liên tiến gần đến lục anh 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 sư muội à muội vội vàng lao vào gian phòng của đại sư huynh đây là muốn làm gì có muốn đại sư huynh dạy mũi cách trèo lên thằng nhỏ không hệ thống ca muối thông báo chúc mừng ký chủ trở về với trạng thái nhân vật phản diện thành công ngài kích hoạt phần thưởng vạn ma bất chọc toàn thương công bí thuật của hợp hoan tông vật phẩm xấu địa giai sinh hoạt được phù trợ hệ công pháp chó biển tinh chế gấp 10 lần đã bỏ vào ngăn chứa đồ lâm tiêu hoang mang cái quỷ gì vậy mặc dù mình là nhân vật phản diện nhưng tốt xấu gì cũng là một đệ tử nghiêm túc nhé công pháp giáo phái ma tông đều lấp hết qua đây là sao lục anh anh thắc mắc hả à, anh anh nghe không hiểu ý của đại sư huynh nói đại sư huynh muốn dạy bảo muội không lâm tiêu ấp úng hả à, cái này thì trong lòng thầm nghĩ nha đầu này cũng quá là đơn thuần rồi đó nếu như ấu vi và hữu dung sư muội ở đây sợ rằng cũng ngại đỏ hết cả mặt lên rồi nàng ta thật sự không hiểu gì à quả nhiên là trong nguyên tắc thiên thần nhỏ ngây thơ nhất mình bởi vì quay trở lại nhân vật phản diện như nguyên tắc đối với cô em gái nhỏ đơn giản như một tờ giấy trắng nói ra những lời này thật không biết xấu hổ mà lương tâm của mình đau quá đi rồi cậu bảo với lục anh anh tứ sư muội muội mau đi ra ngoài đợi trước đi đại sư huynh sẽ lập tức mặc quần áo vào ngay đây lục anh anh liền nghe theo anh anh biết rồi ngay sau đó cô ta liền đỏ mặt thân thể của đại sư huynh tuyệt vời ghê thật muốn để huynh ấy cứ như thế như thế rồi lại như vậy như vậy lục anh anh mình nhất định phải cố lên cuộc thi võ thuật ngũ mạch tiếp sau đây chính là cơ hội cuối cùng dành cho mình nhất định phải loại bỏ diệp thần mãi mãi có được đại sư huynh không tiếc tất cả cái giá phải trả chuyển cảnh đến ký túc phượng minh phong trúc uyển ninh đang mơ về ký ức thiên đạo trong đó các sư muội của cô ta đều bị thảm sát diệp thần một bên nhắc nhở người chết cũng đã chết rồi đừng có quan tâm nữa bây giờ quan trọng là cứu tiêu tiên tôn và sư muội bọn họ cô ta nhìn diệp thần đầy cam phẫn nếu như không phải muội nếu như không phải muội nán lại trên đường đi thì thanh lam tông ta đâu có rơi vào bước đường này tiêu hồng lăng lúc này đang ra sức chiến đấu thanh lam tông chỉ còn bốn người chúng ta chúng ta cũng phải chiến đấu đến chết chết cũng phải chết đứng diệp thần lập tức chạy ra ngăn cản dừng tay trúc uyển ninh nhận ra là tiêu sư thúc và các sư muội của đỉnh thần loan sau đó diệp thần tạo ra xong hợp kiếm đánh đuổi ma vương khi hoàn tất diệp thần đưa tay về phía lục anh anh ta đến muộn rồi may mắn là mọi người không sao chúc uyển ninh đứng từ xa quan sát sư muội của con vẫn còn sống nhưng sư tôn và các sư muội của ta diệp thần lúc này đang nói theo như nguyên tắc quay về bên cạnh ta đi chúng ta sẽ cùng nhau vì thanh lam tông báo thù rửa hận Trúc uyển ninh đã nhìn thấy tất cả bao gồm gương mặt đầy thù hận của tiêu hồng lăng ngay sau đó cô bất ngờ tỉnh dậy bên ngoài có người đến báo cáo chúc sư tỷ sư tôn đại nhân muốn người đi qua long thủ phong một chuyến Diệp Thần, người đang ở đỉnh cao ngày hôm đó, đang ở trước mặt chân nhân, đang tố cáo người và tam vị sư tỷ ở đỉnh Thần Loan. Trúc Uyển Ninh nói, biết rồi, ta sẽ qua đó ngay. Rồi cô trở nên tức giận, lễ mừng, tinh luyện, diệt môn, những hồi ức này, nếu như đều là thật, mình nhất định sẽ không bỏ qua cái tên Diệp Thần đáng chết đó. Trúc Uyển Ninh nhớ lại lúc Tiêu Hồng Lăng gọi tên Lâm Tiêu, cô thắc mắc, Tiêu Nhi trong khẩu miệng Tiêu sư thúc là ai vậy? Mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này, nhớ quét mã trên màn hình cho em xin 1000 đấy nhé. Trên màn hình là một số video hay ho khác yêu mọi người, donate càng yêu.